sẽ là mùa xuân. Sẽ là một mùa xuân miên viễn. Ê, trời ơi, vậy là anh lừa dối em. Trời ơi, cô lừa dối tôi. Chốt đơn được là This is my love. Các bạn sẽ không sẵn sàng để gieo hạt giống tiếp theo. Đó là xin chào các bạn, anh là Nguyễn Quốc Trí, còn gọi là Mr. Well or Rain, thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ Học viện Awake Your Power. Và ngày hôm nay anh đã quay trở lại với chủ đề học yêu cùng Well. Anh quyết định làm chủ đề này bởi vì đây là một cái chủ đề có được một sự hứng thú rất là lớn từ khán giả. Còn nếu các bạn không hứng thú thì anh hứng thú. Nhưng trước giờ anh nói thiệt luôn là anh không đủ can đảm để đối diện với một cái chủ đề mà anh nghĩ là rất quan trọng và cực kỳ có ý nghĩa này, tình yêu. Bởi vì anh luôn ý thức mình vẫn là một cái kẻ rất ngơ ngác và non nớt trong tình yêu. Thì làm sao để dạy về tình yêu được? Nhưng mà cho tới ngày hôm nay, lý do anh bắt đầu cái series Học yêu cùng Quéo, bởi vì anh thấy rất là dễ thương ở chỗ là khi anh nỗ lực để làm những cái nội dung mà chia sẻ về tình yêu với các bạn, thì nó cũng là một cái sự dũng cảm để anh nhìn nhận lại về những cái trải nghiệm thăng trầm trong tình yêu của anh. Và nó cho anh cái hiểu sâu sắc hơn để nuôi dưỡng được tình yêu của riêng anh. Và anh là người đầu tiên có lợi. Cho nên các bạn có thực sự có một tí tò mò nào về tình yêu không? Có hay không? Có thì nghe tiếp, không thì nghe tiếp đi để bắt đầu học cách tò mò là vừa. Let's go. Một cái góc nhìn nhỏ nhỏ xin được chia sẻ với nhau về tình yêu. Đó là cái chứng bệnh cả thèm chóng chán trong tình yêu. Ok, bởi vì ngày hôm nay tình yêu nó được lăng xê một cách quá là rực rỡ bằng phim ảnh, bằng ngôn tình. Cho nên các bạn trẻ ngày hôm nay khát khao để được yêu, thèm lắm, cả thèm. Nhưng bi kịch rất lớn là họ chỉ trò chuyện được với tình yêu trong một thời gian ngắn ngủi, 4 tháng, 6 tháng. Và rồi nói, anh ơi, anh chán quá, không còn gì thú vị hết. Tụi em rần đường tí, xong rồi xìu. Anh có bị khùng không? Sao mà anh yêu được mười mấy năm liên tục như vậy? Thì câu trả lời đó là ai đồ ngốc. Bây giờ hiểu giúp anh việc này là tình yêu cũng giống như cuộc đời này. Nó trải qua một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông. Cho nên thẳng thắn nha, sẽ là một kẻ rất ngây ngô và ngốc nghếch để mong đợi là sau mùa xuân sẽ là mùa xuân, sẽ là một mùa xuân miên viễn. Thì nếu mình có cái mong đợi đó, thẳng thắn đi, các bạn chưa đủ sự điềm đạm và sự khôn ngoan để gõ cửa tình yêu. Đi đi chỗ khác chơi. Cho nên để ý nha các bạn, ngày hôm nay anh sẽ nói về 4 mùa trong tình yêu: xuân, hạ, thu, đông. Thú vị không? Vô. Đầu tiên là 4 mùa nghĩa là sao? Thứ nhất, mùa xuân. Mùa xuân là cái mùa của những điều mới mẻ, của những cái hạt mầm mới, right? Của những cái bông hoa. Mùa xuân là mùa gieo hạt, là mùa của niềm hy vọng. Ok. Và rồi mùa hè. Mùa hè là mùa của sự nóng nực, right? Của những áp lực, của những cái khó khăn, là mùa của sâu bọ, của cào cào, của châu chấu. Là mùa để chiến đấu, để bảo vệ những cái hạt mầm và niềm hy vọng mà chúng ta đã gieo trong mùa xuân. Và rồi nếu chúng ta vượt qua được cái sự nóng nực, cái sự áp lực, cái sự mệt mỏi của mùa hè, thì mùa thu sẽ tới. Và mùa thu là mùa để thu, là mùa để thu hoạch, là cái mùa ngọt ngào nhất, ấm áp và trọn vẹn nhất trong năm, khi chúng ta có rất nhiều những thành quả. Và rồi dĩ nhiên, một cánh đồng sau khi gặt xong thì bước vào mùa đông. Mùa đông là mùa của sự nghỉ ngơi, của sự ảm đạm, buồn chán. Và cũng là cái mùa để người ta chậm lại một nhịp, nghiền ngẫm về 3 mùa vừa rồi và chuẩn bị những ấp ủ cho mùa xuân tiếp theo. Hiểu ý anh không? Và nếu chúng ta ráp một cái nhìn rất là thú vị đó của 4 mùa và chặn hành trình để khám phá và gõ cửa tình yêu, thì các bạn sẽ thấy là cái ngày chúng ta mới gặp nhau, ting 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 ting, right? Cái ánh mắt đầu tiên chạm nhau, rồi một vài cái câu vụng về để hỏi thăm, để xin cái số liên lạc, hay để mời cái người bạn đó đi
trà sữa, đi coi phim. Rồi những cái chạm tay đầu tiên đó, chú mẹ ơi là nó sướng. Có đúng không? Ta không biết nữa, tụi bay có nhớ cái lần đầu tiên tụi bay cầm cái tay của cái người mình thích? Lần đó của anh là năm lớp 11. Lần đầu tiên cầm được tay bạn gái, chú mẹ ơi, đường dây điện 500 kV Bắc Nam nó giật từ ngón này xuyên qua tất cả những ngón khác, thấu lên tim, dựng đứng lên tóc trên đầu luôn. Thì nhiều ngày sau đó không muốn rửa tay. Right? Thì những cái va chạm đầu tiên đó, đó là dấu hiệu của mùa xuân. Right? Của sự mới mẻ. Right? Của niềm hy vọng. Đây rồi, this is the one. Ok, trời ơi, chemistry, bung 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 bung. Thì đó là những cái tiếp xúc đầu tiên. Và đó là mùa xuân, and it's beautiful. Right? Nhưng mùa xuân không thể kéo dài mãi mãi được. Sau một thời gian chúng ta choáng ngợp với những cái điều thú vị, những cái điều mới mẻ về nhau, thì má ơi, có phải là con tắc kè đâu mà mỗi ngày một màu ông nội. Right? Đến một lúc nào đó mình cũng phải sống thật, mình cũng phải quay trở về và you know, mình say hồi mình cũng phải tỉnh, và mình quay trở về với con người thật của mình, và chúng ta đối diện với cái gọi là the hard truth, là sự thật thẳng thắn về nhau. Ok, tất cả cái chung anh lo cho em ấy, em lo cho anh hết. Tại vì sao? Mệt quá. Nghe nó lúc đầu mình say cần lên á, mình rã, nhưng mà sau một hồi hết thuốc, mệt, không còn cái hệ chung kiểu đó nữa, chúng ta quay trở về với một cái phiên bản thật hơn. Chúng ta bắt đầu bị cuốn trở lại với công việc, rồi học tập, với những cái áp lực trong cuộc sống, với những cái lo toan, và chúng ta biến thành một phiên bản thật hơn của chính mình. Right? Đó gọi là mùa hè. Đó là lúc mà chúng ta bắt đầu cãi vã. Đó là lúc mà nó không còn cái sự hưng phấn của những ngày Tết, đúng không? Chúng ta bắt đầu xác định đi làm lại. Ok, và chúng ta bắt đầu nhận ra là trong cái phiên bản thật hơn của nhau có những thứ không khớp được. Và đây là lúc mà rất nhiều người nói: trời ơi, vậy là anh lừa dối em. Trời ơi, cô lừa dối tôi. Đồ giả dối. Thầm bóp cức. Nhưng nếu mình hiểu được là mùa hè là mùa để chúng ta phải kiên trì hơn, mùa hè là mùa chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn để gánh nước từ những cái you know, con sông con suối đã khô cạn, rồi đi xa hơn, gánh nước về và tưới để chăm sóc những cái hạt mầm của những cái sự quý mến ban đầu đó, bằng cách là chân thành để hiểu nhau, để tôn trọng cái sự khác biệt của nhau, để bù đắp cho những cái sự khác biệt của nhau, để nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Ok, và đây là giai đoạn mà những cái sự khác biệt này nó bắt đầu cọ sát, nó bắt đầu mài dũa cái sự khác biệt đó, để tìm cách làm sao các bạn nhìn nè, đang chi để có thể hòa hợp với nhau, để chấp nhận được cả cái phần tốt lẫn cái phần chưa hoàn hảo của nhau. Và đó là lúc mà chúng ta phải nỗ lực để chiến đấu trong mùa hè. Đó là mùa hè của tình yêu. Ok, và well, nếu các bạn có được cái sự bao dung, cái sự điềm tĩnh, cái sự chân thành, chúng ta vượt qua được cái mùa hè đó, các bạn sẽ đến mùa thu, là mùa gặt hái. Là mùa mà tình yêu của các bạn trở nên đầm thắm hơn. Cho nên đây không chỉ là một cái cơn say nắng, mà qua nhiều những cái thăng trầm, qua nhiều những cái nỗ lực để giao tiếp, thấu hiểu. Đây là người yêu của tôi nè. Ok, đây là cái người mà có thể đi công tác trong vòng 2 tuần, rất bận rộn với công việc, không liên lạc với tôi thường xuyên, một ngày chỉ có 2 cái tin nhắn thôi. Nhưng chúng tôi vẫn biết là người kia đang quý mến mình và vẫn tin tưởng nhau và vẫn hoàn toàn yên tâm về cái thành quả mà chúng tôi đã xây dựng. Hiểu ý anh không? Thì đó là lúc mà chúng ta chốt đơn được là this is my love, đây là tình yêu của tôi. Thì đó gọi là mùa thu. Và rồi qua hết mùa thu đó, các bạn sẽ đến mùa đông.
Mùa đông là gì? Mùa đông là sau một cái nỗ lực rất lớn, chốt đơn, nhìn ra được và xác định được rõ ràng, không chỉ là cảm xúc mà là trong nhận thức và suy nghĩ, it's him, it's her, thì cái tình cảm của các bạn sẽ rơi vào một giai đoạn yêu nhau như một thói quen. Bắt đầu thấy chán, bắt đầu cảm thấy là ok, chúng ta yêu nhau, trò chuyện, cuối tuần đi chơi như một cái thói quen. Và nếu các bạn không dùng cái mùa đông đó để thật sự nhìn nhận lại cả cái chặng hành trình một cách nghiêm túc hơn, các bạn sẽ không sẵn sàng để gieo hạt giống tiếp theo cho mùa xuân. Đó là cái gì? Đó là anh ơi, hay về gặp ba má không? Tết này em ghé thăm gia đình anh nghe. Và đó là mùa xuân tiếp theo. Ok. Và nói tiếp cái mùa xuân này không? Tao kể thêm một cái cycle 4 mùa nữa tụi bay chơi không? Tụi bay chơi thì tao chơi tiếp. Còn tụi bay đuối quá thì thôi, lắc đầu, chơi tiếp không? Đi thêm 4 mùa nữa nha. Vui nè. Ngày đầu tiên dắt về thăm gia đình. Khi xảy ra rất vui vẻ. Đúng không? Ê, nói ăn nhỏ nào về nè. Mình cũng phải cư xử đàng hoàng nha, gia đình mình gia giáo, đừng để gái nhà người ta đến nhìn nó khinh nhà mình. Ơ, con hả? Trời ơi, vui quá. Bác nghe, trời đất kể cho con quá trời. Bữa nay mới thấy con dắt về, thằng này nó kỳ ghê, giống như mèo giấu cứt vậy, kỳ cục ghê. Trời ơi, con dễ thương quá. Trời ơi, bác nghe lâu lắm rồi, bác sợ con bác là ế nó chết. May quá, con cu mang cuộc đời của nó, vui quá. Hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ. Ngày đầu tiên mà, ngày đầu tiên vui lắm. Tết mà, Tết mà, mới gặp lần đầu, đúng không? Vui quá con ơi, vui quá. Đúng không? Rồi, cô gái chàng trai đi ngoan gia đình của người yêu. À, con chào bác, trời ơi. Trời, anh nói là bác sắp chết rồi, mai ngồi bác còn khỏe quá bác ơi. Bác đẹp quá bác ơi, vui quá. Trời, hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ. Ngày Tết mà, mùa xuân mà, thấy không? Cho nên là cái trải nghiệm đầu tiên quay về gặp gia đình thì well, mọi người đều nỗ lực để impress nhau, mọi người đều có cái nỗ lực để cho nó cư xử cho đàng hoàng, cho nó mới gặp lần đầu mà. Đó là mùa xuân. Sau mùa xuân đó, mùa gì sẽ đến? Mùa gì? Nó đó, mùa hè. Sao con? Quen con trai bác á, thì thật ra bác không có mong đợi gì nhiều ha, ngoại trừ cái danh sách này. Muốn quen con gái chú á, thì có gì đâu, chỉ cần nó yêu là được. Nhưng mà có 20 điều này, nếu mà làm con gái tao đau khổ, đừng trách sao tao bẻ cổ. Về đọc đi rồi suy nghĩ, muốn thì qua chốt đơn nghe. Hiểu không? Hiểu không? Well, thì đó gọi là mùa hè. Yêu em là yêu luôn cả họ hàng hang hóc nhà em luôn. Ok, yêu em là yêu luôn bố em, nhà em. Yêu luôn hai anh em mất dạy của em. Yêu con chó nhà em luôn. Trời ơi, con chó nhà em dễ thương quá. Trời ơi. Vậy, thì anh nghĩ đó cũng là một cái nỗ lực để mà không nhất thiết là mình phải đánh mất chính mình, nhưng mà mình chân thành, cởi mở để chủ động xây dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp với những cái người thân của cái người mình yêu. Đúng không? Để làm chi? Để rồi wow, nếu mình vượt qua được những cái thử thách đó, đúng không? Thì sau mùa hè, áp lực, bực dọc, tranh cãi, khó chịu là sao? Vậy nữa hả? Nếu mình vượt qua được cái mùa hè đó thì mới sẽ đến được mùa thu. Và mùa thu là mùa mà chúng ta bắt đầu có gia đình cả hai bên. Cầu mong những điều tốt lành nhất cho cả hai bạn. Chúng ta có được cái sự thấu hiểu và tôn trọng của không chỉ người mình yêu mà gia đình của anh ấy hoặc cô ấy, để họ chúc phúc cho cái ngày quan trọng là ngày hai bạn không chỉ là yêu nhau mà trở thành vợ chồng của nhau. Ok, thì đó là mùa thu.
ha, khi mà tình yêu nó sang một giai đoạn khác của sự nghiêm túc, của sự cam kết, của những cái trách nhiệm rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Well. Và dĩ nhiên sau mùa thu, sau đám cưới, tụi bay sẽ thu ngồi đếm phong bì. Và rồi các bạn bắt đầu trở thành vợ chồng. Hai vợ chồng trẻ đó nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm. Và well, họ bắt đầu bước vào đời sống hôn nhân. Để rồi chuẩn bị cho một chuỗi 4 mùa tiếp theo. Thì anh nghĩ là dĩ nhiên còn nhiều cái tập 4 mùa nữa, đúng không? Khi mà các bạn quyết định ra riêng nè, khi các bạn quyết định xây cái tổ ấm đầu tiên của mình nè, khi các bạn quyết định theo đuổi một hai cái ấp ủ quan trọng trong sự nghiệp của mình nè, khi các bạn quyết định đưa một cái đứa trẻ vào cuộc đời này nè, rồi khi các bạn quyết định chấp nhận cho đứa trẻ đó rời ra khỏi vòng tay của các bạn nè, rồi nó có rất nhiều những cái tập 4 mùa tiếp theo. Ok. Nhưng mà cái quan trọng mà anh nghĩ là một người đi trước các bạn vài bước thôi, thì anh muốn mọi người có một cái mong đợi hợp lý cho tình yêu, mong đợi hợp lý cho cái cuộc phiêu lưu và cái chặng hành trình đầy những cái thăng trầm cảm xúc, đầy thú và vị đó, để đi cho tới cùng và rồi tận hưởng cái chặng hành trình đó một cách trọn vẹn, cả những cái lúc say sưa ngọt ngào, cả những cái lúc thử thách khó khăn, để rồi cái chặng hành trình 4 mùa xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông đó, nó giúp cho mỗi chúng ta hiểu bản thân của mình hơn và trưởng thành hơn rất nhiều khi chúng ta đồng hành cùng với nhau trong tình yêu. Thì well, ta nghĩ đó là một cái chia sẻ nhỏ nhỏ từ cái chặng hành trình mà đi qua được vài cái xuân hạ thu đông trong cuộc tình của anh, đúng không? Để biết đâu nó giúp các bạn bình tĩnh hơn, kiên trì hơn chút, kiên nhẫn hơn với nhau, kiên nhẫn hơn với chính mình, và enjoy cái chặng hành trình học hỏi từ tình yêu. Well, và đó là chặng hành trình xin được học cùng với nhau để tình yêu của các bạn mang lại một chút gì đó ấm áp và đẹp đẽ hơn và ý nghĩa hơn cho cuộc sống quanh chúng ta. Bởi vì đó là điều đẹp nhất. Còn ngay bây giờ, thả cho tao cái comment là tụi bay đang ở mùa nào của tình yêu? Đang trong cái mùa say nắng vui tươi, hay là đang cãi vã khó khăn, đang cảm thấy rất bình an trọn vẹn, hay đang ngồi liếm láp một cái vết thương cũ từ một cuộc tình không trọn vẹn để chữa lành tâm hồn của mình và chào đón một cái tình yêu mới? Các bạn đang trong mùa nào của tình yêu của chính mình? Anh rất muốn được nghe chia sẻ của các bạn. Comment cho nên nói thiệt luôn là nhiều khi cũng không trả lời được. Yêu khổ như vậy, mệt mỏi như vậy, yêu để làm mẹ gì? Yêu để làm mẹ gì? Không biết. Muốn biết, yêu mới biết. Yêu đi mấy đứa, yêu rồi mới biết. Biết rồi về đây, giải ngố cho anh quéo. Ok. Chủ đề đầu tiên ngày hôm nay nói về một cái chủ đề. Để làm chi ta, cuối cùng yêu để làm chi ta? Đồ, tôi mệt mỏi quá, tại sao cuối cùng yêu để làm chi? Để làm chi mày? Chết mẹ. Đó, mà tụi bay thấy chưa? À ơi, đó là lý do mà tao không dám dạy về cái chủ đề này nữa, đừng có nói đứt bài vậy đó. Ê, giờ này có mấy người coi mà không subscribe nha, buồn hết sức luôn á. Ủng hộ đi, thả cái subscribe nè, xong kêu cả gia đình vô subscribe luôn.